Hi, Missy xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học về chủ đề The Weather, thời tiết các bạn nhé. Từ này hơi khó phát âm một chút nè. The Weather, The Weather, thời tiết các bạn ha. Năm từ đầu tiên mình học nào. Mặt trời của mình, đa số các bạn biết rồi ha. Sun, sun, mặt trời ha. Rồi, vậy nếu mà có mặt trời thì thời tiết thường như thế nào? Mình sẽ có tính từ ADJ này, có nghĩa là tính từ các bạn nhé. Sunny có nghĩa là nắng các bạn ha. Hay là clear có nghĩa là trời quang đãng các bạn ha. Lại nhé. Sunny, sunny. Mình sun đi lên, còn nì đi xuống nha. Cái nào có dấu nhấn thì mình đi lên, còn không có dấu nhấn thì mình đi xuống. Như là dấu huyền hay là dấu nặng nhẹ nhẹ nhé. Sunny, sunny. Rồi, hoặc là gì đây? Clear, chữ K rõ ra nhé. Clear. Nhưng mà mình không đọc là clear nha các bạn. Cụm phụ âm á, hai phụ âm trở lên thì mình đọc liền ha. Clear, clear, âm ear nhé. Ear, clear, clear. Sunny, clear. Rồi, nóng là gì các bạn? Nóng sẽ là hot, hot các bạn nhé. Hot. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có từ mây, danh từ ha. Mây sẽ là gì các bạn? Cloud. 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 Mình nhớ là mình cụm phụ âm mình không được đọc tách ra như tiếng Việt là cloud các bạn nhé. Đọc liền ha, cụm phụ âm mà đọc liền mạnh cho cô Huyền. Cloud. Cloud. Rồi tiếp nào. Nếu mà nhiều mây hay là có mây thì mình sẽ đọc là gì? Cloudy. Cloudy. Và các bạn nhớ nha. Sun thành gì đây? Sunny. Thêm chữ dài vô ha. Cloud thành cloudy ha. Rồi, vậy nếu như mình muốn nói là mây mà mây dày đặc ha, mây nhiều thì mình sẽ nói như thế nào? Mình có thể dùng từ gì? Thick. Thick. Th mình đưa lưỡi ra nhá. Âm này là âm vô thanh à. Thick. Rồi, cái này sẽ là gì? Dense. Nhớ xì nha. Dense. Cái này sẽ là gì? Heavy. Đều có nghĩa là nặng, là dày hay là nặng các bạn ha. Rồi, thick. Mình sẽ đọc là gì đấy? Thick cloud. Hay là dense cloud. Hay là heavy cloud. Okay. Lại lần nữa các bạn nha. Mặt trời nào. Sun. Sun. Nắng sẽ là gì? Sunny. Sunny. Quang đãng sẽ là gì? Clear. Clear. Nóng sẽ là gì các bạn? Hot. Hot. Mây sẽ là gì? Cloud. Cloud. Nhiều mây có mây sẽ là gì? Cloudy. Cloudy. Mình muốn nói là mây rất là nhiều, mây rất là dày thì mình sẽ nói như thế nào? Thick cloud. Hay là dense cloud. Hoặc là heavy cloud. Đấy, rồi. Mình chuẩn bị qua phần phản xạ, các bạn ôn lại khoảng mấy chục giây cho cô Huyền nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tới với phần phản xạ các bạn ha. Nóng là gì các bạn? Hot. Cao nha. Hot. Hot. Mặt trời là gì? Sun. Sun. Nhiều mây có mây là gì? Cloudy. Cloudy. Nắng là gì các bạn? Sunny. Quang đãng là gì? Clear. Clear. Mây là gì? Cloud. Cloud. Vậy mà mây dày là gì? Mình có thể đọc là gì đấy? Thick cloud. Hay là dense cloud. Hay là heavy cloud. Okay, that's all. Goodbye. See ya.